Rồi, hello các bạn nha. Lại là mình đây. Thì à, còn một bộ PC cuối cùng mình đăng lên để mình à, rao bán. Tại vì có nhiều bạn nói là còn cái bộ PC này xong mình không có đăng video lên để cho các bạn xem cấu hình. Thì à, đầu tiên cho các bạn xem cấu hình luôn ha. Đây. Cấu hình của nó là con Core i7 11700K, RAM là 64GB các bạn ha. Ở đây mình đang chạy cái bản Win 11 Pro bản quyền Rồi cấu hình chi tiết của em nó đây các bạn Các màn hình thì sáu uh, 3060T Rồi CPU 11700K đây các bạn Đó Mainboard này thì có tích hợp Wi-Fi và Bluetooth đầy đủ cho các bạn luôn Đầy đủ món chơi Thì uh, ở đây cho các bạn xem Đây là cái thùng máy À, đây là thùng máy, các bạn có thể nhìn vào trong bạn thấy này. À, nói sơ qua thì cái thùng máy này á mainboard là mình đang sử dụng mainboard của hãng MSI. À, nó là Z590 à, Tomahawk WiFi các bạn nha. Rồi à, RAM thì đang sử dụng RAM Corsair à bản à, Burst 3000 2 Vengeance Pro LED RGB thì à, cái bộ ram này hiện tại là mình đang chạy à, tổng cộng là ba cây mười bốn cây mười sáu ghi bạn nha sáu bốn ghi là bốn cây 16 sáu ghi thì à, cái bộ ram này cái thời điểm mà mình build cái bộ máy này bộ ram này là mình build nó rơi vào tầm khoảng à, 10 triệu ạ 10 mười triệu bộ ram này à, khá là chua chát bây giờ thì à, giá của nó thì cũng mềm lại rồi thì à, mình không có nói giá nữa nha rồi à, các màn hình thì cũng của MSI luôn RTX 3060 Ti Rồi Cái case này cũng là case của MSI luôn các bạn Cái case này thì nó đã có sẵn ba cái fan phía trước này rồi, rất là đẹp Và một cái fan phía sau này luôn Đó LED RGB uh, Rainbow Thì uh, Cái hệ thống đèn LED này á, nó sẽ đồng bộ với lại LED ở trên mainboard luôn Các bạn có thể sử dụng phần mềm trên mainboard ha của MSI để các bạn điều chỉnh tốc độ quạt cũng như là đèn Đó, đèn led của RAM cũng vậy mà led của à, tản CPU cũng vậy ở đây thì mình đang sử dụng một cái tản nước all in one của MSI các bạn có thể thấy là logo con rồng MSI Đó, ngay trung tâm của CPU ha rồi nguồn thì đây nguồn mình đang sử dụng một cái nguồn của MSI luôn các bạn à, 850W plus gold ha đó. nói chung là cái bộ này ấy, mình build là đa số là đồ của msi hết các bạn nha 90 phần trăm là đồ của msi tại vì à, nói thật các bạn là với cái giá tiền mà mình bỏ ra mình build bộ này ấy, có thể các bạn sẽ build được cấu hình cao hơn nhưng nếu mà các bạn mà mua cái đồ chất như của mình ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ không build được cái cấu hình cao hơn như của mình đâu Tại vì à, ở đây là mình build đa số là mình nói là 90 phần trăm là đồ của MSI à, trong đây chỉ có RAM là của cô lúc ban đầu mình tính mua nguồn của xe luôn nhưng mà nguồn cô thì cái thời điểm mình build bộ máy này nguồn cô nó không đáp ứng được cho cái mainboard này cho nên bắt buộc là mình chơi nguồn của MSI nguồn tám cho nó chủ quát chỉ có RAM là của cô thôi các bạn ở đây thì à, đang chạy một cái ổ cứng SD NVMe Gen 4 tốc độ cao của Gigabyte các bạn nha Aorus thì cái lúc mà mình mua ổ cứng á mình build cái máy này thì ổ cứng lúc này là chỉ có Aorus là tốc độ cao nhất cho nên là mình mua cái ổ của Aorus ổ 500GB thực ra là 512GB các bạn nha đó thì ở trong này mình còn đang gắn một số cái ổ cứng của mình nữa thì cái này mình sẽ gỡ ra do là có dữ liệu của mình á à, cái cây của nó như thế này cây à, của nó như thế này cây cũng rất là đẹp các bạn nha à, khay cũng rất là đẹp À, ở trên này thì nó sẽ có là một nút mở nguồn nút reset à, đèn led này trên này có cổng usb c hai cổng usb a rồi à, cắm tai nghe và mic cái này là để chỉnh quạt các bạn nha này mình chưa sẽ siêu luôn nè à, ở trên này thì à, là mình đang gắn cái rắc cái rắc hai quạt cho cái à, tản nước all in one à, sơ bộ về cái cây này là như vậy à, này là nắp kính dày 5 ly rất là cứng Chắc chắn các bạn nha Đó. Rồi à, Đi kèm à, cái bộ máy này Là một cái màn hình Dell Đeo Dell Undershift các bạn nha Màn hình này còn rất là mới luôn Mình có thể khẳng định các bạn là còn 95% Đến 97% là mới kem Tại vì mua xong là gắn về luôn các bạn Đó, Không có di chuyển không gì hết Cho nên là Không có làm gì mà chày chụa hay là cũ đi cả Còn nguyên si luôn mình mua về là mình gỡ chân xong mình mua cái em mình bắt vô cái bàn để đây luôn đó rồi đi kèm là bàn phím đe du bàn phím cơ đó nha à, bàn phím đây rồi một con chuột logitech không dây đó chuột này thì cũng bình thường thôi con chuột này tầm khoảng cỡ hai trăm ngàn thôi nói chung là chuột bàn phím này thì à, uh, xài ok bạn nha đó thì uh, các bạn mua bộ máy này là bao gồm một cái uh, bộ PC này Màn hình này Chuột bàn phím đầy đủ cho các bạn Và một điều nữa là các bạn uh, sống ở khu vực Biên Hòa Đồng Nai Có nghĩa là các bạn gần chỗ mình ở đó Các bạn có thiện chí mua Các bạn đến tận nơi các bạn xem máy Và các bạn chở máy về luôn Có nghĩa là mình không ship cho các bạn á Thì mình sẽ tặng cho các bạn nha Mình sẽ tặng cho các bạn Cái bàn này luôn các bạn nha cái bàn này đó cái bàn này cái bàn này thì hiện tại là mình đang có hai cái bàn này thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái còn một cái thì uh, mình uh, mình đã tặng cho người khác rồi cho nên là mình sẽ uh, còn một cái bàn này mình tặng cho các bạn thì nếu như các bạn mà sống ở gần mình á các bạn đến các bạn xem máy lấy máy mình tặng các bạn này các bạn này luôn các bạn lấy về các bạn chỉ việc xài thôi cái bàn này lúc mình mua là có cái giá là 2 triệu rưỡi các bạn nha Các bạn mua chỉ giá 2 triệu rưỡi Ván ô okay, Khá là dày đấy Khá là dày Đó Thì mình có hai cái này Bên này một cái nữa Nhưng mà cái bên này mình tặng cho người khác rồi Cho nên là mình chỉ còn cái này thôi Mình tặng cho các bạn Nếu các bạn đến đây ha Thì ở trên cái bàn này Các bạn nhìn này Có một cặp loa Loa này là loa bình thường thôi nha Loa để nghe được thôi Âm thanh cũng khá là ok đấy các bạn Chứ không dở đâu Nhưng mà loa để nghe bình thường nó Không phải là loa gì cao siêu bộ loa này mua cũng hai ba trăm gì đó nghe cho nó nghe nhạc nó buồn thôi tặng các bạn luôn ở đây có một cái tai nghe kiểm âm đến từ Tastar mình mua hồi đó là mình mua hình như 500 ngàn sao á tặng các bạn luôn rất mới xài được vài lần Đã, rất mới nha các bạn tặng bạn luôn rồi thì ở trên cái bàn này á, có một cái em mình đang bắt cái màn hình này cái em này thì nó là em cố định chứ không phải là kéo tới kéo lui được đó, bắt cái màn hình cố định vậy thôi tặng cho các bạn cái em này luôn đấy các bạn có nghĩa là các bạn lấy cái bộ máy này về là các bạn cứ để nguyên cái bán này thôi kê cái ghế vô là xài nha đó, thì cái bộ máy này á mình đang chào với cái giá là 27 triệu còn thương lượng các bạn nha còn thương lượng đó, các bạn thiện chí các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại zalo mình để trên màn hình đó và đặc biệt bạn nào sống ở khu vực Biên Hòa Đồng Nai đấy, các bạn cứ liên hệ mình đến xem máy được thì các bạn lấy máy mình tặng cho các bạn cái bàn này cái bàn này á bề ngang của nó này một gang hai gang ba gang nha thì cái bàn này á là bề ngang của nó là mình nhớ là nó là khoảng cỡ bảy uh, 75 đó các bạn bề ngang nó 75 á còn bề này của nó là 3 này, 4, 5 Cái bề rộng của các bạn này á, Là 1 2 các bạn 1m2, 70 thì phải Mình nhớ bằng máng các bạn 1 2 70 Và chiều cao của nó là 75 đó Thì các bạn này là Các bạn cũng vô tư làm việc rồi Không phải lo gì hết đó. Các bạn lấy bộ máy về Các bạn sống ở gần đây của mình Mình tặng các bạn cái bàn này luôn Lấy về xài nha đó. Thì cái bộ máy này mình xin nhắc lại là mình đang chào với cái giá là 27 triệu còn thương lượng các bạn nha. À, thì các bạn có thiện chí mua, các bạn sống ở khu vực gần mình, các bạn cứ đến đây xem máy cũng như là chúng ta thương lượng với nhau, thuận mua thuận bán, giá ok là bài các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn.